Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Mai Tiến Dũng choảng Vũ Đức Đam. Mai Tiến Dũng hiện nay là bộ trưởng, nghĩa là về mặt nhà nước, ông vẫn còn dưới quyền của thủ tướng và các phó thủ tướng. Như vậy, hiện ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đang là người dưới quyền của thủ tướng Vũ Đức Đam. Điều đáng nói là tại đại hội 13 vừa qua, ông Mai Tiến Dũng đã bị đánh bật ra khỏi danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng. Điều đó cũng có nghĩa là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Mai Tiến Dũng chỉ được tính bằng tháng mà thôi. Có thể nói ông Mai Tiến Dũng vì không còn kỳ vọng gì nữa nên có thể ông ta đã ăn nói không kiêng nể ai. Đợi sau bầu cử của Quốc hội khóa 15 và sau đó là nhóm họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 bầu ra thủ tướng và chuẩn thuận nội các mới thì khi đó ông Mai Tiến Dũng chính thức nói lời chia tay với chính phủ. Đây là hình ảnh ông Mai Tiến Dũng sẽ mạnh miệng hơn khi vào Bộ Chính trị. Việt Nam có một thứ văn hóa không giống ai, đó là thứ văn hóa hoàng hôn nhiệm kỳ. Vì vậy mà mới xuất hiện tình trạng ông trước phát biểu, ông sau lại phá đi. Như họ không còn tiếp tục với quyền lực, thì họ thường làm việc không có trách nhiệm và thiếu cả nhiệt tình. Đó là một tiền lệ rất xấu, một nét văn hóa khá thấp trong cách ứng xử của các quan chức với nhau. Khi họ không còn ràng buộc quyền lợi với nhau thì họ không còn nể mặt nhau nữa. Hôm 3 tháng 2, nhiều báo của nhà nước Việt Nam cũng đồng loạt xóa lời nói của ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, phủ nhận phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chống dịch COVID-19. Điều đáng nói là người chịu trách nhiệm cho công cuộc chống dịch là Vũ Đức Đam chứ không phải là ông Mai Tiến Dũng. Trước đó vào ngày 28 tháng 1, trong lúc các tỉnh thành mỗi ngày phát hiện thêm hàng chục ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong tư cách là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Ông Vũ Đức Đam đã mạnh miệng cam kết dập dịch trong 10 ngày và cố gắng từng giờ từng phút làm sao khoanh gọn, phấn đấu Tết ông Công ông Táo, tức là 23 tháng Chạp đã là tương đối. Điều đáng nói là ông Mai Tiến Dũng lên tiếng nắn gân ông Vũ Đức Đam khi mà thời gian 10 ngày mới đi được có một nửa. Chưa rửa nhiệm sở đã vội chối bỏ trách nhiệm cũng đã là quan điểm của rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam được chính phủ công nhận là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thì việc gì ông Đam làm đều hiểu là chính phủ làm. Tuy nhiên, vì chủ quan như những lần dịch bệnh trước đó, ông Vũ Đức Đam đã tuyên bố một câu rất mạnh miệng rằng dập dịch trong 10 ngày. Điều đáng nói là khi thời gian đã 5 ngày, nhưng dịch lại phát tán ra nhiều địa phương hơn nữa. Điều đó có nguy cơ chính phủ bị dân sẽ nói và tất nhiên người bị phê phán là ông Vũ Đức Đam. Ở các nước tiến bộ, thì ai phát biểu sai thì xin lỗi. Thậm chí người được chính phủ phân công mà có lỗi thì chính phủ cũng phải xin lỗi. Xin lỗi là một hành động rất văn minh, nhưng không phải là điều gì đáng xấu cả. Tuy nhiên, hành động của ông Mai Tiến Dũng phát biểu dìm ông Vũ Đức Đam và chối bỏ trách nhiệm của chính phủ thì điều đó cho thấy ông Mai Tiến Dũng là một con người không biết chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, người mạnh miệng tuyên bố 10 ngày sẽ dập hết dịch. Vào ngày 3 tháng 2, ông Mai Tiến Dũng đã nói rằng chính phủ không công bố thông tin 10 ngày dập được dịch. Đây là ý kiến cá nhân của thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ai công bố thì trách nhiệm của người đó, không phải danh nghĩa của chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng nói tiếp như sau, tất cả phải cùng làm thì mới kiểm soát được tình hình, chứ không ai làm một mình được cả. Hành động này được hiểu do là công luận chỉ trích ông Dũng dám phủ nhận Phó Thủ tướng Đam đã phát ngôn không phải với danh nghĩa chính phủ. Nếu ông Vũ Đức Đam thực sự quyết tâm sau 10 ngày sẽ không còn ca nhiễm nào được phát hiện trong cộng đồng, thì có thể đó là mục tiêu quá cao. Trên thực tế, ông Đam cũng không có chọn quyền vì trên ông Đam còn có ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà nếu nói người đủ tư cách phát biểu câu nói trên như ông Mai Tiến Dũng, thì người đó chính là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Mai Tiến Dũng, cái miệng chuyên gây họa cho nhiều người. Nhắc đến ông Mai Tiến Dũng, nhiều người dân Việt Nam không thể nào quên được lời phát biểu của ông được phát báo VTC News đăng tải vào hồi tháng 5 năm 2017 khi ông ta phát biểu về căng thẳng vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Ông nói như sau, tinh thần của chúng ta là hết sức minh bạch, hết sức công khai và sòng phẳng. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một câu nói thể hiện ý thức pháp luật rất yếu kém. Có lẽ nó đã trở thành vết nhơ không thể nào rửa được vì mỗi khi có một người giới chức của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng xin lỗi về vụ sai phạm mà không hề bị bắt giam hay phạt tù. Trong lúc người dân nếu vi phạm pháp luật thì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
xử thẳng tay thì dân sẽ nhắc lại là như một sự phân biệt đối xử của nhà cầm quyền giữa quan chức và thường dân. Ông Mai Tiến Dũng được cho là người có những lời nói và không được khôn ngoan nên thường gây ra nhiều bất bình trong xã hội. Trước hành động phát biểu được cho là dìm hàng ông Vũ Đức Đam, thì ông Mai Tiến Dũng trấn an báo chí rằng thành viên chính phủ không phải ủy viên trung ương khóa mới nhưng vẫn là bộ trưởng sẽ làm hết trách nhiệm, không có trợ chiều, dã đám. Đây là hình ảnh ông Mai Tiến Dũng bị cho là người không biết ăn nói. Tuy nói như vậy, nhưng cả cuộc đời phấn đấu về sự nghiệp, nhưng tới đại hội 13 thì sự nghiệp đi đứt thì ông không đắng cay là không thể được. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 2 tháng 2, trả lời báo chí về các bước chuẩn bị kiện toàn nhân sự khóa mới, ông Mai Tiến Dũng cũng tỏ ra vui vẻ và đánh giá đại hội 13 của Đảng đã thành công hết sức tốt đẹp và bầu được ban chấp hành khóa mới có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Không biết ông Dũng phát biểu từ tốt đẹp trong khi ông bị rớt khỏi danh sách 200 ủy viên trung ương, ông có cam lòng hay không? Trong cuộc họp báo ấy, ông Dũng nói tiếp, hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương khóa mới bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Ban Bí thư, phân công một số ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Việc kiện toàn các cơ quan quốc hội, chính phủ là việc tiếp theo. Còn thời điểm nào lãnh đạo Đảng, nhà nước sẽ bàn theo quy trình nhân sự? Ông Mai Tiến Dũng cũng không giấu được cảm xúc thua cuộc. Theo ông Mai Tiến Dũng, thời gian nhiệm kỳ không còn nhiều, nhưng tinh thần là không có chợ chiều, không có dã đám. Làm ngày nào thì làm đến nơi, nghỉ ngày nào, nghỉ rõ, ràng và không có chuyện lợi dụng xế chiều, bóng mái. Ông nói tiếp, các thành viên chính phủ mặc dù không phải là ủy viên trung ương, vẫn là bộ trưởng với trách nhiệm của mình, phải hết sức với vai trò bộ trưởng chứ không phải muốn làm gì thì làm. Ở đây, ông Dũng không phải tự tung tự tác làm gì thì làm, mà ông chỉ là chối bỏ trách nhiệm của chính phủ và đẩy trách nhiệm đó cho một mình ông Vũ Đức Đam chịu mà thôi. Tuy ông Dũng nói rằng tinh thần rất cao đã được tín nhiệm thì không thể có tư tưởng này khác, nhưng thực sự ông đã thể hiện cách làm không được hợp tác với những thành viên khác của chính phủ. Mà không hợp tác thì làm sao gọi là tinh thần có trách nhiệm cao cả cho được. Dù ông có nói như thế nào, ông cũng không thể giấu được cặp mắt của toàn dân. Đây là hình ảnh ông Mai Tiến Dũng là người bị thất bại trong Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 30 tháng 1, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Số ủy viên Trung ương khóa 12 trúng cử Trung ương khóa 13 là 119 người, trong đó không có ông Mai Tiến Dũng. Từ nhiều tháng qua, ông Vũ Đức Đam được báo Đảng và mạng xã hội ca ngợi như người chỉ đạo chống đại dịch COVID-19. Thậm chí, mạng xã hội đã lan truyền một số bài thơ, bài nhạc ca ngợi vị Phó Thủ tướng như là một anh hùng chống dịch. Ngược lại, ông Mai Tiến Dũng có phát biểu làm cho người dân không chửi cũng là may lắm rồi. Có lẽ vì hình ảnh của hai ông trước công chúng trái ngược như vậy nên mới có chuyện hai ông choạc nhau đến như vậy. Phải chăng trầu cột thì ghét trầu ăn, câu hỏi cũng được đặt ra. Việc ông Dũng và ông Đam chống đánh xuôi kèn thổi ngược là điều dễ hiểu. Trong danh sách 200 ủy viên trung ương không có tên Mai Tiến Dũng, thì điều đó cũng có nghĩa là ông Mai Tiến Dũng sẽ mất chức Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ và chính thức về vườn trong vài tháng nữa. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam thì rõ ràng không thành công trong việc có tên trong Bộ Chính trị, nhưng ông vẫn có tên trong 200 ủy viên trung ương Đảng. Nghĩa là ông Vũ Đức Đam vẫn sẽ còn làm việc cho bộ máy nhà nước thêm ít nhất 5 năm nữa. Như vậy thì có thể thấy rõ rằng ông Mai Tiến Dũng được ví như châu cột, còn ông Vũ Đức Đam được ví như châu ăn. Mà trong dân gian có câu thì châu cột ghét châu ăn thì cũng khá tương đồng với trường hợp của các đảng viên Đảng Cộng sản này. Đây là hình ảnh uy tín của ông Vũ Đức Đam trước người dân không ngừng được củng cố. Theo một số người đưa tin, với những nguồn tin rất khó kiểm chứng, thì ông Tô Lâm và ông Nguyễn Xuân Phúc không ưa gì ông Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, qua việc phát biểu của ông Mai Tiến Dũng thì cho thấy chính ông Dũng cũng không ưa gì ông Đam. Có thể nói, sau khi chính phủ đưa ông Đam về nắm Bộ Y tế và thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến, thì danh tiếng của ông Đam có thể nói rất nổi, có kết quả dập dịch. Mà trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ai giỏi quá thì không được những người khác thích thú gì. Và việc ông Vũ Đức Đam bị chặn không cho vào Ủy viên Bộ Chính trị cũng có một phần lý do đó. Việc khẳng định hoặc ấn định này là biện pháp tinh thần đặt mục tiêu, lấy quyết tâm trong lúc mọi người hoang mang về dịch bùng phát bất ngờ. Đại hội Đảng đang họp, Tết Nguyên đán cận kề, nằm áp lực rất lớn đè xuống đầu chính phủ. Nếu lỡ trong 10 ngày chống được dịch, thì tên tuổi ông Vũ Đức Đam lên trên mây,
mà nếu không chống được thì sợ dân sẽ lôi chính phủ ra mà réo. Đường nào ông Vũ Đức Đam cũng có cửa, Huệ và Thắng. Thế là ông Mai Tiến Dũng lên tiếng, một sự lên tiếng không được đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những cảnh ngang trái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2021 với bản tin Vì sao dẫn đến việc ông Mai Tiến Dũng choảng ông Vũ Đức Đam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.